Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Bộ Giao thông Vận tải huy động tổng lực bảo đảm giao thông khắc phục hậu quả bão số 3. Trong những ngày vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 3 gây ra. Bão số 3 đổ bộ vào nước ta đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến tối ngày 14 tháng 9, có 4.177 vị trí đoạn đường bị thiệt hại và ảnh hưởng. Trong đó, có 3.924 vị trí bị thiệt hại do sạt lở đất, sụt nền đường, đứt đường và hư hỏng cầu cống, 253 vị trí mặt đường bị ngập nước, sập đổ hai nhịp cầu Phong Châu, dừng khai thác 4 cầu khác trên quốc lộ để bảo đảm an toàn trong điều kiện nước dâng cao, chảy xiết, hàng trăm báo hiệu đường bộ bị gãy, đổ và các hư hại khác cần được sửa chữa và thay thế. Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, chỉ tính tắc đường trên các tuyến quốc lộ đã có 820 vị trí, trong đó có 567 vị trí do sạt lở, sụt nền đường, hư hỏng cầu cống và 253 vị trí do nước lũ dâng. Với tinh thần bảo đảm giao thông trong mọi tình huống, trong những ngày qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành các công điện đôn đốc, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai khắc phục hậu quả thiên tai nhằm sớm khôi phục giao thông các vị trí, đoạn đường bị tắc, phân luồng, phân tuyến giao thông qua khu vực bị tắc hoặc không bảo đảm an toàn giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đôn đốc, hướng dẫn triển khai và tập 3 đoàn công tác do lãnh đạo cục trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, các sở giao thông vận tải phía Bắc và Thanh Hóa, khu quốc lộ 1 và 2, các nhà đầu tư BOT và các đơn vị liên quan của ngành đường bộ đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương khẩn trương khôi phục hạ tầng đường bộ, phục vụ tìm kiếm cứu nạn, thông tuyến, bảo đảm giao thông để phục vụ cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, bảo đảm giao thông cho các tuyến cao tốc, quốc lộ trở lại bình thường. Với tinh thần huy động tổng lực để bảo đảm giao thông, đến tối ngày 14 tháng 9, ngành đường bộ đã khắc phục được 555 vị trí, còn 12 vị trí cho thông do sạt lở do khối lượng lớn, địa hình khó khăn trong việc đưa máy móc tiếp cận vào thi công. Riêng địa bàn tỉnh Lào Cai là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, với tổng số 58 vị trí sạt trượt trên các quốc lộ gây ách tắc giao thông. Các lực lượng quản lý đường bộ đã chủ động, khẩn trương xử lý các vị trí sạt lở ngay khi xảy ra. Tính đến 15 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2024, đã khắc phục thông xe được 55 vị trí, cơ bản đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, còn 3 vị trí sạt lở ta luy dương, đứt đường và ta luy âm tại nhiều điểm. Điều kiện địa chất phức tạp, nước ngầm lớn và khối lượng lớn. Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động máy móc, thiết bị tập trung xử lý các vị trí sạt lở còn lại, phấn đấu thông xe từ ngày 16 tháng 9. Một số các địa phương khác như Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng còn một số điểm bị tắc nhưng do tính chất phức tạp về địa hình, địa chất, dự kiến thông đường trước 30 tháng 9. Ngoài ra, còn 7 điểm ngập sâu chưa thể thông xe như tỉnh Hà Nam có 3 vị trí trên quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Thủ Lý, Ninh Bình 1 vị trí trên quốc lộ 38B, tỉnh Phú Thọ 1 vị trí trên quốc lộ 2D, Thanh Hóa còn 2 vị trí trên quốc lộ 217. Các vị trí này chưa xác định được thời gian thông xe vì ngập lụt cả khu vực. Để đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ, trong những ngày qua, Cục Đường bộ đã cấp cho các địa phương Lai Châu, Điện Biên 2.000 giọ thép, Lào Cai 3.000 giọ thép, Hà Giang 1.500 giọ thép, Cao Bằng 2.500 giọ thép, Bắc Cạn 1.500 giọ thép, Yên Bái 5.000 giọ thép để khắc phục, bảo đảm giao thông. Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện trong kho dự trữ vật dự trữ phòng vẫn còn 206.000 giọ, bảo đảm cung ứng cho các địa phương khi có nhu cầu và Cục cũng đã có kế hoạch điều động 40.000 giọ thép từ miền Trung ra cho các tỉnh phía Bắc để khắc phục hậu quả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.